Năm 2019, cuộc thi Miss World Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức thành công hơn mong đợi bởi công ty Sen Vàng, đơn vị nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi nhan sắc lớn ở Việt Nam. Miss World Việt Nam chính thức trở lại với nhiều điểm sáng nổi bật. Tuyển sinh cả nước với tiêu chí rộng hơn. Những phần thi hấp dẫn, mở rộng kiến thức và kỹ năng cho thí sinh. Miss World Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới với những thành công vượt ngoài mong đợi như top 3 đương nhiệm. Tìm ra những cô gái tài sắc, tự tin, bản lĩnh, truyền cảm hứng mạnh mẽ.